Xin chào tất cả các bạn. Vâng, lại là tôi, MC Fan Em của các bạn đây. Thực ra thì cũng có rất nhiều người hâm mộ hỏi tôi một câu rằng: MC Fan Em, tại sao em lại không đi thi chương trình này? Tôi chỉ điềm đạm trả lời: Em... ừ biết. À quên, xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi đi gặp thí sinh tiếp theo của vòng thi giấu mặt nhé. Mở cửa cho mẹ nào con ơi. Lâu thế nhỉ? Thôi chắc lại đang thẩm du rồi hả? À, thì ra là bạn ý đang ngủ. Thế mà cứ tưởng. Hello. Hola. Cảm giác hiện giờ của em là rất thoải mái. Tại sao á? Vì em đến đây chủ yếu để giao lưu kết hợp thôi. Chứ có biết hát đếch đâu. Sao? Hát nhép cũng được hả? Sao anh đau nơi sớm? Sau đây em xin hát bài I just had sex. Bạn bị viêm họng, hò rất nhiều. Nhiều đến độ không thể chửi nhau được. Hay nhiều đến nỗi rơi cả tóc ra. Đừng lo, vì giờ đã có thuốc viêm họng Demama. Thuốc viêm họng Demama có tác dụng giảm đau đầu, ngăn ngừa mụn, trị gãy rụng tóc và chống khô da. Nhờ có thuốc viêm họng Demama mà giờ đây tôi không còn phải hát nhép nữa, mà có thể quay lại với giọng hát trời phú của mình. Oh yeah. Demama, thuốc của mọi nhà. Cần phải có nhiều hơn những tiết mục đầy nam tính thế này. Em tên là gì? Dạ, tên em là Đức Việt ạ. Oh, thật là trùng hợp. Vì tôi rất thích ăn xúc xích Đức Việt. Em cảm ơn ạ. Anh cũng thế. Phải nói rằng là anh thực sự rất ấn tượng với giọng hát của em. Em hát là rất là khỏe, âm rất cao, vang và nghe rất là chói tai. Đó là một yếu tố không thể thiếu nếu em muốn đi tiếp trong cuộc thi giọng hát Việt này. Tuy nhiên có một điều mà đối với anh cực kỳ quan trọng mà em không có. Em biết là gì không? Đó là em không phải là con gái. Mà nếu có là con gái thì chắc là em cũng không xinh. Nên rất tiếc anh không thể chọn em. Em cảm ơn em ạ. Tôi thì lại rất thích em. Từ cái tên cho đến cái chân, cho đến chất giọng rất hiếm có của em. Đây là một bài hát mà khi nghe giai điệu, tôi đã đoán ngay ra nó là một bài hát sôi nổi, trẻ trung, nói về tình yêu trong sáng của đôi lứa. Và khi nghe đến lời nhạc thì quả thật là tôi đã đúng. Cách phát âm tiếng Anh của em rất chuẩn. Nhất là cái từ gì mà penis, khiến tôi và tất cả các huấn luyện viên cũng như khán giả cảm thấy rất là ấn tượng, trìu mến và sâu lắng. Em cảm ơn chị ạ.
chỉ có mỗi chị Ho Ho Ha Ha chọn em với lý do em phát âm từ penis rất chuẩn. Thế nên em sẽ về đổ chị ấy. Cảm giác của bạn hiện giờ là thế nào? Em thấy như kiểu vừa xem hài xong vậy, cảm giác rất là thoải mái. Tại sao bạn lại chọn hát tiếng Anh? Em tưởng cứ hát tiếng Anh là vào hết. Khi chương trình này lên sóng, chắc chắn sẽ có nhiều người không đồng ý với thái độ châm biếm của bạn. Vậy bạn sẽ phản ứng thế nào? Thế à? Mình rất xin lỗi vì đã nói lên quan điểm của mình. Còn đối với các bạn mà vẫn thích ý kiến ý, thì mình chỉ có một câu hỏi này cho các bạn. Đố bạn biết bàn tay trái mình có mấy ngón? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Câu trả lời là 5 ngón. Mày đừng có hòng dọa tao. Đời này kiếp này là tao chẳng có gì để mất cả. Mà tao cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Vĩnh biệt thế giới này. Đừng ai.